do em bán thịt. Một lần nói là chỉ nói là một tháng là chạy trên nước, chạy trên nước anh là xe ra địa điểm nhập đầu chip bản. Yeah, we are working on here. Yeah, we're sorry about the this time. Sorry about this. What is the next step? I have called the body of charge for me. Yeah. I have. Money we don't want actually. Yeah, no, money don't want. Money we don't want. No, I have. Yeah, this is the chairman. Yeah, we understand. But... I have money, I have. Money we have, but phone and purse. Yeah. Yeah, no. No money. The Vietnamese money you don't have. No money. This is Mr. Rang of Hai. I understand, but I don't need money. I want you to catch the person and return the bag, if possible. If possible. Okay. Nếu như có thể tìm lại được cái túi sách của anh được thì nói rằng lực lượng cảnh sát hình sự đang điều tra và tìm anh có thể lấy cái địa chỉ của anh ở khách sạn nào cụ thể ra sao để mình có manh mối mình sẽ báo lại cho Mr. Đoàn Ngọc Hải gave you, so you just give it. You can search how to Google Mr. Đoàn Ngọc Hải. You have no about him. Yes, you should keep it. Don't worry about it. The handbag that which is has stolen. So I have called my police officer. They are my friend, and they are working up here. They will find your handbag as soon as. Take my address. Yes. Address. No, I'm working with. Where your friend? Right. And this is the money from Mr. Don't want money. My boss say. Really, we don't want money. Yeah. This is with money. Trying to find that guy and return. Is possible my handbag and that phone. Nói với cô là tôi đã đến Ấn Độ 3 lần, tôi rất thích người Ấn Độ. My boss Mr. Đoàn Ngọc Hải has gone to India 3 times and they love India very much. If you just keep it, don't worry, you know it. Tôi đưa cho anh sẽ không có tiền việc tiêu đâu. The concern is you need to catch that person and if possible return the handbag. That is more important than money. Yeah. Money is not important. Yeah. Anh nói là money is not important. Nếu như kiếm được cái người giật được cái túi thì càng tốt thôi. Lực lượng cảnh sát đang cố gắng. Yeah. The police officer is going to find us. So we don't want money, we want to take this address. And this is my number. Yes. If you have any special hand, you call me. Okay. I'm Mr. Dumas. Yeah. Oh, okay. Yeah.
chú này em gửi lại. Pushing it. Okay, thank you. Yeah, yeah, yeah. No, 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 not super. Yeah. Yeah, what? Anh cứ sâu sắc, anh uống bia uống rượu rồi mà anh nói sâu sắc cái gì? Không được đâu. Xe này là lỗi đậu trên vỉa hè mà sâu sắc cái gì? Đưa điện thoại tôi nói, tôi đang. Anh này ơi, anh này anh nói chuyện với anh Hải cái nha, báo về vụ đó đó. Đó được. Bây giờ cho tôi gặp đại diện công an phường. Anh cho tôi gặp đại diện công an phường. Được chưa? Anh nhận cái xe đó đi, thật chưa đi, tôi còn cẩu một chiếc xe này nữa về đây, thật chưa đi. Bây giờ anh điều cái xe đó vào Ủy ban nhân dân phường Tân Định đậu cho tôi. Ủy ban nhân dân phường Tân Định. Tất cả xe cẩu hết vào đó nha. Vâng vâng. Vâng vâng. Kêu xe cẩu đến cẩu chiếc này về Ủy ban nhân dân phường Tân Định đây. Dạ. Thật chưa đi. Biết rồi tôi cứ cầu về chỗ quá cầu về bây giờ ai cũng xin em thì không thể giải quyết được luật thảo luận em này.
sai nữa rồi đó, lại sai nữa. Luật giao thông là lập quy định trước đó, còn nhưng vỉa hè là sai rồi, làm sao bằng cấp? Vỉa hè làm gì cần bằng cấp? Vỉa hè đâu có cần bằng cấp? Ôi, nói là càng nói càng sai nữa. Bây giờ thế này, đưa cái xe này về ban dân phường Tân Định nè, gần đây nè. Đó, cầu về đó, đóng tiền xe cầu 900.000 và 700.000 tiền nộp phạt, đậu trên vỉa hè. Được, lấy xe nha, tận trước đi. Không thì giờ xe chưa tới thì con xin đọc. Không được, không được, đã niêm phong rồi, đợi rất lâu rồi, hành động ướt hết cả tóc này, thấy chưa? Nha, cái hành vi của em là cố ý rồi. Ở bên nước ngoài á, cái tội này còn nặng lắm đấy. Là tước bằng lái bấm bao nhiêu lỗ đó nha. Tôi cần chưa biết biết gì của em thứ nào qua iPhone này bắt hết rồi, theo dõi 8 tháng này thành phố này xử lý như thế nào và một xử lý như thế nào mà làm sao mà không biết. Bây giờ tôi bị một lần để sẽ giúp kinh nghiệm hay là nha, chung tay với thành phố đi. Của em rất là trẻ, rất dễ thương, anh thấy là được đấy. Thôi về đi.